Tháng 3 1975, trước thực tế tiềm lực quân sự suy yếu, đạn dược chỉ còn đủ dùng trong 30 ngày, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu quyết định tái phối trí lực lượng. Vì vậy quyết định triệt thoái khỏi cao nguyên Trung Phần, tức quân khu 2, và cách thức mà các tư lệnh chiến trường thực hiện nó là một sai lầm lịch sử. Sự hỗn loạn dẫn tới việc mất luôn cả khu vực quân khu 1 ở phía Bắc Việt Nam Cộng Hòa, Huế rồi Đà Nẵng thất thủ, và sự sụp đổ dây chuyền kéo dài tới quê hương của Tổng thống Thiệu là Phan Giang. Trước áp lực từ nhiều phía, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu quyết định từ chức và rời khỏi Việt Nam hai ngày sau đó. Khi nhà giáo Trần Văn Hương trở thành vị Tổng thống thứ ba của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì cũng là lúc mặt trận Xuân Lộc, tuyến phòng thủ cuối cùng của Sài Gòn đã vỡ. Các lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa can trường chịu thiệt hại nặng và giữ vững được 12 ngày đêm. Giữ chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa được 5 ngày và bất lực trước tình hình sụp đổ nhanh chóng. Ngày 26 tháng 4 1975, Tổng thống Trần Văn Hương yêu cầu Quốc hội tìm người thay thế mình, một người mà theo ông có đủ khả năng tìm giải pháp vãn hồi hòa bình, hòa giải dân tộc. Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa ra nghị quyết chỉ định Đại tướng Dương Văn Minh vào chức vụ Tổng thống. Trên thực tế, Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa đã không còn được thi hành từ thời điểm này. Chiều 28 tháng 4 năm 1975, lễ bàn giao giữa hai ông Trần Văn Hương và Dương Văn Minh được tổ chức tại Dinh Độc Lập. Nam Nguyên của Ban Việt ngữ RFA, lúc đó là đặc phái viên của hệ thống truyền thanh quốc gia, đã thực hiện cuộc trực tiếp truyền thanh cuối cùng của mình từ Dinh Độc Lập. Đoạn ghi âm lịch sử mà quý thính giả sắp nghe là những lời của Tổng thống Trần Văn Hương đang xen với tường thuật của phóng viên Nguyễn Mạnh Tiến thuộc hệ thống truyền thanh Việt Nam. Làm thế nào thì dân ta được sống yên? Làm thế nào ta mau đừng có đổ, thì đừng có rơi? Thì cái công của đại tướng đó như hậu thế sẽ lưu lại đời đời. Dù thế nào, tôi thiết nghĩ là không bao giờ mà tâm đức này quên đến cái công đó của đại tướng. Sau khi lên tàu thống Trần Hương đọc bài diễn văn cho nhân dân, chúng tôi nhận thấy là một sĩ quan đã gỡ huy hiệu tổng thống hai con đồng bay và thay vào đó một huy hiệu tổng thống mới là hình một hoa mai năm cánh. Đây là phóng viên hệ thống truyền thanh Việt Nam, và chúng tôi xin nhắc lại là quý khán giả đang theo dõi để trực tiếp truyền thanh về lễ trao nhiệm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa giữa Tổng thống Trần Văn Hương và cựu Đại tướng Dương Văn Minh. Thưa quý khán giả, vào lúc này thì bên ngoài Dinh Độc Lập, chúng tôi đã nhận thấy là trời đã bắt đầu mưa nhỏ và Sài Gòn đang trải qua một buổi chiều u ám như hoàn cảnh hiện tại của đất nước. Lúc đó tôi biết mọi chuyện đã xong rồi. Có một cách rất là hiển hiện rõ ràng, bởi vì tất cả những người có thể giữ lại miền Nam thì đã rời khỏi miền Nam. Đây là một cuộc bàn giao theo sắp xếp, và có người hoang tưởng rằng việc đảm nhận chức vụ đó có thể có một cuộc trao đổi thương lượng thỏa thuận với bên kia là chính phủ Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nếu anh có gì nhìn lại cái buổi bàn giao đó thì anh thấy rằng đây là một cái gạch nối quá ngắn, mà chỉ làm một cái việc đã được sắp xếp, đã được hứa hẹn trong hoang tưởng của người nhận chức nhiệm lúc đó. Bốn thập niên sau ngày sụp đổ của miền Nam tự do dưới danh xưng Việt Nam Cộng Hòa, nhiều tài liệu lịch sử đã được bạch hóa cho thấy Hoa Kỳ chỉ mong muốn việc rút quân của họ được an toàn trong một khoảng thời gian nhất định và thích hợp. Tương lai của Việt Nam Cộng Hòa hầu như đã được quyết định trong Hiệp định Paris 27 tháng Giêng 1973. Nam Việt Nam rơi vào số phận nghiệt ngã vì bị đồng minh bỏ rơi. Những mặt ước của Tổng thống Nixon với Tổng thống Thiệu đã đi vào quên lãng. Hoa Kỳ đã không can thiệp quân sự khi phía Cộng sản vi phạm Hiệp định Paris lấn chiếm lãnh thổ với những cuộc tấn công quy mô. Vào những ngày cuối cùng của Nam Việt Nam,
Đại tướng Dương Văn Minh được xem là người thích hợp nhất để nhận trách nhiệm ra lệnh đầu hàng. Mặc dù bản thân ông Minh và bộ tham mưu của ông có thể có những người vẫn còn tin vào giải pháp chính phủ liên hiệp như Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu. Nhậm chức chưa đầy 48 giờ, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng. Tuyên bố của ông được phát đi trên hệ thống truyền thanh quốc gia vào buổi trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tôi tin tưởng sâu xa và sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi xí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, nâng nổ súng. Và ở đâu ở đó, chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng, vì chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và cánh sự đổ máu của đồng bào. Sau khi Đài Phát thanh Sài Gòn lập đi lập lại lệnh buông súng của Tổng thống Dương Văn Minh, cũng như nhật lệnh tương tự của chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, người được bổ nhiệm làm phụ tá cho Trung tướng Vĩnh Lộc, vị Tổng tham mưu trưởng sau cùng, quân đội đã thi hành lệnh giao nạp vũ khí cho những người chủ mới của đất nước. Nhiều vị tướng lãnh sĩ quan cao cấp đã tuẫn tiết sau lệnh đầu hàng, như Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai. Xe tăng Cộng sản Bắc Việt tiến vào khuôn viên Dinh Độc Lập. Bộ đội xe tăng treo lá cờ của mặt trận giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập vào lúc 11 giờ 30 trưa ngày 30 tháng 4 1975, đánh dấu sự cáo chung của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Miền Nam Tự Do hay Việt Nam Cộng Hòa là một chế độ được xây dựng bởi những người không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản và được Hoa Kỳ hỗ trợ. Chế độ ấy trải qua hai nền Cộng Hòa và tồn tại được 21 năm. Cuộc chiến quốc cộng giữa những người cùng chung dòng máu nhưng khác ý thức hệ đã làm thiệt mạng hơn 2 triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc. Phía đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, 58.000 quân nhân Mỹ tử trận cùng hàng ngàn binh sĩ khác của các nước đồng minh như Nam Hàn, Thái Lan, Australia và New Zealand. Tôi là người đầu tiên tiếp xúc đó, thì ông Dương Văn Minh tất cả đứng dậy và chỉ nói là chúng tôi chờ quý vị tới từ sáng nay đặt chuyển giao chính quyền. Thế thì tôi có trả lời rằng là tất cả chính quyền các ông là đã không còn nữa qua cuộc tấn công của chúng tôi, cho nên là không thể bàn giao cái gì mà không còn nữa. Do sự kiện cựu đại tá Bùi Tín, phó tổng biên tập báo Nhân dân đã tị nạn chính trị khi sang Pháp dự hội báo L'Humanité năm 1990. Kể từ đó, báo chí Hà Nội tường thuật những câu chuyện hoàn toàn khác với lời kể của ông Bùi Tín. In fact, it was right about this time, Washington time, on April 29th, that Saigon was fallen. Vâng, đúng giờ này, tức là vào chiều ngày 29 tháng 4 năm 1975 giờ Washington, tức là rạng sáng ngày 30 tháng 4 giờ Việt Nam, Sài Gòn bắt đầu sụp đổ. Từ phòng điều hành, ông phụ tá ngoại trưởng Philip Habib và tôi nói chuyện lần cuối với ông đại sứ Graham Martin. Đại sứ Martin không muốn rời Việt Nam. Ông ta muốn kéo dài thì giờ để có thể cứu thêm được những người khác. Cuối cùng, chúng tôi phải chỉ thị buộc ông đại sứ rời nhiệm sở. Ông đại sứ Martin nói chuyện với tôi và tôi còn nhớ là ông ta bảo sẽ lên sân thượng của tòa đại sứ, dùng trực thăng để ra hạm đội. Không đầy một giờ đồng hồ sau đó, đại sứ Martin gọi điện lại báo là đã ra tới hạm đội bình yên. Sau 4 thập niên kể từ khi chấm dứt chiến tranh, các tài liệu hồ sơ của tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã được bạch hóa.
số phận của Việt Nam Cộng Hòa đã được định đoạt và Nam Việt Nam sẽ chỉ tồn tại cho đủ thời gian để Hoa Kỳ rút chân khỏi cuộc chiến một cách an toàn. Đây là một thực tế phũ phàng của lịch sử. Việt Nam Cộng Hòa có cái giá phải trả khi hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ của Hoa Kỳ. Lịch sử đã sang trang từ 40 năm qua. Những người chịu trách nhiệm hay là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa đều đã khuất bóng. Việt Nam đã thống nhất từ năm 1976, nhưng 40 năm qua, những người cộng sản chiến thắng đã tự du ngủ mình, theo cách nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.